Theo đó, hoa ly trước Tết có giá từ 130.000 cho đến 200.000 đồng một bó, 5 cành, nay chỉ còn từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng một bó. Lai ơn từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng một bó 10 cành, nay chỉ còn từ 5 đến 10.000 đồng một bó. Do giá thấp nên nhiều nhà vườn chấp nhận bỏ hoa nở trên đồng không thu hoạch. Những ngày cận Tết Giáp Ngọ, nhiều vựa hoa ở thành phố Hồ Chí Minh gửi trả lại hoa ly, lai ơn cho các tiểu thương và nhà vườn Đà Lạt vì cắt sớm, hoa nở không kịp. Tương tự, các loại rau cũng khó tiêu thụ như bắp sú, bông cải trắng từ 3.500 đồng một gốc, giảm xuống còn 1.000 đến 1.500 đồng một gốc. Mức giá này chưa thu hồi đủ vốn đầu tư, nên nhiều nhà vườn xà lách, lô lô phải cắt rau cho gia súc ăn.